Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình, cây cam là cây phát triển kinh tế chính của người dân địa phương này. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, người trồng cam gặp muôn vàn sự khó khăn khi liên tiếp phải đối phó với bệnh vàng lá gân xanh, sau đó là tình trạng bão giá, dịch Covid-19. Và đến thời điểm này, khi mà việc sản xuất cam được khôi phục, thì các chủ vườn lại phải đối mặt với nạn kích trộm giun. Như đã phản ánh trong các bản tin trước thì việc kích giun sẽ làm cho vườn cây bị mất độ màu mỡ, tơi xốp, làm hủy hoại các vi sinh vật có lợi trong đất và khiến cho bộ rễ cây bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa thì vườn cam sẽ tới vụ thu hoạch lại bị phá hoại, người trồng cam đang đứng ngồi không yên. Đây là khu vườn trồng cam hơn 4.000 m² của gia đình chị Hà Thị Nhung. Sau khi kiểm tra vườn, chị Nhung nhận thấy các dấu vết của việc kích giun. Dưới mỗi bầu cây xuất hiện các lỗ của thanh trích điện và cỏ bị héo lá do tác động của dòng điện hơn 4.000V nối xuống. Vườn cam đến giai đoạn này chị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng. Việc kích giun không chỉ làm đất đai giảm độ tơi xốp mà còn làm chết các rễ tơ. Nhiều cây cam trong vườn của chị Nhung đã có dấu hiệu vàng lá, héo lá. Cây cam mà sinh sống tốt nhờ bộ rễ tơ. Và nó hoạt động ở mặt đất, cách mặt đất 20 cm, nhưng mà khi bị nguồn điện dí vào mặt đất thì rễ tơ bị teo đi và chết, cho nên là cây cam sẽ có hiện tượng là thối rễ và vàng lá bên trên, là cây lá nó cứ rù vàng như thế này, nên là người dân rất vất vả để phục hồi. Hiện cam đang ở giai đoạn mang quả và vào đường nên các vườn được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Khi bị kích giun, độ tơi xốp trong đất giảm, độ ngọt trong quả cũng sẽ giảm theo. Nhiều người còn lo ngại quả có thể bị đắng hoặc cây có thể bị chết. Cứ tình trạng dí giun như này là cuối năm là quả cam nó sẽ bị beo hết. Beo của cam canh, tức là vị nó không còn vị ngọt nữa. Quả nó ăn nhạt, không thương lái nào mua. Gia đình chúng tôi rất là lo lắng và cũng đang trên bờ là sẽ bị lỗ nặng. Mình cảm giác như là cái dao nó khứa tính vào tim của mình, tại vì mình dồn rất nhiều công sức. Thì bây giờ cái 128 này của tôi coi như là tôi đầu tư vào là ngót nghét 4 tỷ rồi. Mà nhà nước mà không có một cái tài chế nào mà xử phạt những cái người mà phá hại của chúng tôi như thế này thì là chúng tôi coi như là chúng tôi không biết làm thế nào, không biết coi như là kêu rời, kêu đất, không biết là biết làm thế nào nữa. Là chúng tôi bây giờ tâm huyết rồi, là tiền nong của cải nó đổ hết vào cái vườn này rồi. Đấy mà bây giờ là nếu mà vườn cam chết thì chúng tôi cũng không biết sống bằng cách gì nữa. Đấy, thế nhưng mà tôi đang lo là sau trận mưa tới đây nữa là họ lại vào kích tiếp thì coi như là hỏng cái vườn cam. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định 2078 phê duyệt đề án tái canh cây có múi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, trước hiện trạng các vườn cam bị ảnh hưởng do nạn kích giun, nhiều nông dân lo ngại nếu tiếp tục thất thu, họ khó có khả năng để tái đầu tư vào loài cây mang thương hiệu của Cao Phong. Thưa quý vị khán giả, như nội dung chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin của Nông nghiệp 24 giờ trước đây, hiện tại thì tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh như là Phú Thọ, Bắc Giang đang tái diễn nạn kích giun làm ảnh hưởng đến các vườn cây ăn trái. Hiện nay là thời điểm mùa mưa cũng là cao điểm diễn ra tình trạng này. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh này cũng đã có công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, xã và các cơ quan có liên quan vào cuộc để xử lý tình trạng kích giun trái phép. Tuy nhiên thì các biện pháp chủ yếu vẫn là tuyên truyền vận động mà chưa có chế tài có tính răn đe, bởi hành vi kích giun thì chưa được quy định cụ thể trong luật định. Trong lúc chờ đợi, những người trồng cam tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã phải tự nghĩ ra cách để bảo vệ vườn cây và tư liệu sản xuất của mình. Cái cổng ở chỗ khu cam nhà mình là bây giờ vẫn đang buổi tối là mình rào lại anh. Thực ra bọn anh thì lúc nào cũng trực gần như 24/24. Vâng. Đây đánh như run thì bây giờ là người ta đánh công khai. Thay vì hỏi thăm vườn cây năm nay sai trái hay không, thì câu chuyện của những người trồng cam ở Cao Phong thời điểm này lại là hỏi thăm tình hình canh những kẻ kích trộm giun. Vườn cam hơn 1 hecta này cũng được anh Tuân trang bị 10 camera độ phân giải cao để tiện theo dõi khi có người xâm nhập.
Hiện tại thì đây là một biện pháp mà chúng tôi tự phải bảo vệ chúng tôi thôi. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng nhau để có thể là bảo vệ các cái vườn mà vườn cam mà đang trồng tại cái địa bàn đây, thì chúng tôi cũng có những cái chốt và những lập các cái tổ đội chốt và các cái cánh cổng rào chắn từ xa để trong cái tổ đội đó thì phân chia những cái công việc quản lý theo từng ngày, từng đêm để làm sao mà quản lý được cái vườn cam và bảo vệ được thành quả của mình. Những vườn cam trong giai đoạn này đang mang quả và vào đường. Hàng trăm triệu đồng tiền vốn đã được đầu tư vào đây. Khi bị kích run, đất đai mất độ màu khiến trái cam có thể giảm độ ngọt và nguy hiểm hơn là chết cây. Để bảo vệ sản xuất, những chủ vườn cam như anh Nguyễn Anh Tuân chỉ còn cách khóa vườn và tuần tra suốt ngày đêm. Ban ngày thì tôi làm vườn rất là sớm. Thì thời tiết giai đoạn này rất là nắng, thì từ 5 giờ đã phải bắt đầu đi làm rồi, và khi nắng quá thì bắt đầu nghỉ. Nhưng mà buổi ban đêm ấy thì mình trông vườn đến tận 4 rưỡi sáng, nghĩa là cuộc sống đang bị đảo lộn rất là nghiêm trọng. Là tôi cũng mất ăn mất ngủ, buổi đêm thì mẹ con thì thay ca nhau, đấy cứ mỗi người vài tiếng ngủ và vài người thì thức, người thì ngủ. Đấy là rình ngồi ở gốc cam, coi như là rình cả đêm luôn. Chỉ trong tháng 7 tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong đã bắt được hàng chục vụ kích trộm giun tại các vườn cây ăn quả. Thời điểm xảy ra các vụ trộm giun thường là sau trận mưa lớn và vào ban đêm. Chính vì thế, công tác tuần tra giám sát của cả người dân và lực lượng an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Người dân đi kích giun thì hầu như là toàn vào ban đêm, mà tận đêm muộn cơ, mà kích giun đến tận sáng hôm sau mới về. Và trong khi đó là lực lượng công an xã thì bây giờ hiện tại là cán bộ chiến sĩ là quân số là rất là mỏng, nên là để mà mật phục hết ý, để mà xử lý thì để mà thu giữ thì nó rất là khó khăn. Theo lực lượng công an địa phương, giun sau khi được đào trộm sẽ được người dân bán cho các thương lái hoặc các lò sấy trên địa bàn các huyện lân cận. Giá bán giun sấy ở mức từ 40.000 đến 70.000 đồng một kg. Một đêm những kẻ đào trộm có thể thu lời hàng triệu đồng. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 117 về kế hoạch thực hiện sáp nhập quyền xã giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết cũng nêu rõ năm 2023 sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến việc sáp nhập quyền xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời khắc phục tồn tại hạn chế vướng mắc khi thực hiện giai đoạn 2019-2021, tạo thuận lợi thực hiện giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Nghị quyết 117 đã nêu rõ các địa phương tiến hành xây dựng phương án tổng thể đề án sáp nhập quyền xã, đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định. Quyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định. Xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Giải quyết các vấn đề còn bất cập hợp lý về phân chia địa giới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho quản lý nhà nước, hoạt động các cơ quan doanh nghiệp, đời sống nhân dân. Chậm nhất đến năm 2024, các địa phương hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại quyền xã thực hiện sáp nhập giai đoạn 2019-2021. Nằm trong chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức diễn đàn thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại. Vấn đề sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được quy định tại quyết định 889 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi năm 2023 cũng bổ sung các quy định liên quan đến nội dung này. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về sản xuất, phân phối sản phẩm thân thiện môi trường đến với người tiêu dùng, về duy trì hành vi tiêu dùng bền vững. Do vậy, diễn đàn với hai phiên thảo luận gồm sản xuất và phân phối bền vững hướng tới tiêu dùng bền vững, chính sách và giải pháp thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Các đại biểu nhấn mạnh cần tăng cường công tác truyền thông đến người tiêu dùng. Đây là giải pháp căn cơ nhất bởi hành vi của người tiêu dùng có vai trò quyết định đến toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu dùng. Trong vòng đời của sản phẩm gồm sản xuất, phân phối, tiêu dùng thì tiêu dùng là hành vi cuối cùng nhưng lại là nhân tố quyết định vòng tròn sản xuất có quay tiếp hay không. Do vậy, để hướng tới sản xuất tiêu dùng xanh, rõ ràng vai trò của người tiêu dùng mang tính chất quyết định. Hơn 10 năm nay, toàn bộ túi ni lông đựng thực phẩm tại hệ thống bán lẻ này
đã được thay thế bằng sản phẩm tự phân hủy, thân thiện với môi trường. Cũng nhờ vậy, mỗi ngày khoảng 1 triệu người tiêu dùng đến siêu thị này trên cả nước có thể chủ động tiêu dùng xanh hơn. Ở siêu thị thì hiện tại bây giờ người ta có rất là nhiều sự lựa chọn, có những cái túi sử dụng nhiều lần, những cái túi ni lông có thể tự phân hủy, thì để giúp cho người dân có nhiều sự lựa chọn sử dụng tiêu dùng xanh. Một trong những cái điểm lớn nhất mà chúng tôi thấy được đó là thay đổi về mặt nhận thức của cộng đồng người tiêu dùng, của khách hàng và kể cả của các doanh nghiệp. Để thực hiện những cái sáng kiến về phát triển bền vững thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ cái nhân viên, khách hàng nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, những cái nhận thức về môi trường, đặc biệt là trong việc là giảm thiểu là khí thải carbonic, giảm thiểu rác thải nhựa cũng như là giảm cái số lượng. Có một cái chiến lược xây dựng thương hiệu nó rất là rõ ràng, doanh nghiệp có những điểm mạnh gì, người tiêu dùng họ muốn gì và chúng ta có thể mang lại những cái điểm khác biệt gì so với các cái thương hiệu ngoại chẳng hạn, thì điều đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được cái chiến lược xây dựng thương hiệu để mà phát triển bền vững. Theo khảo